Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với video này của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa. Mình nghĩ là sẽ có một vài bạn sẽ lần đầu được nghe tên, đó là Sinjon Unforgivable. Chai này của mình thì đang bị mất nắp cho nên là mình phải dùng cái nắp thay thế. Chai nước hoa này được ra mắt vào năm 2006 và một năm sau đó nó đạt được cái giải thưởng của Hiệp hội Nước hoa Thế giới, đó là Fifi Fragrance. Đó, nó đạt được giải thưởng là nước hoa dành cho nam của năm. Đó. Và cái thứ hai, nó được đánh giá là có cái nốt hương, mùi hương khá là tương đồng với chai Tweed Millie's Mile Imperial. Đấy là một vài thông tin mình có thể cung cấp cho các bạn xung quanh về chai nước hoa này. Để nói về thành phần mùi hương thì chai nước hoa này nó khá là nhiều những cái thành phần nguyên liệu, ví dụ như cam, quýt, bưởi, chanh, hoa diên vĩ, rượu rum, hổ phách, đậu tôn ca, vân vân. Đó rất là nhiều các thành phần mùi hương. Trước tiên, để nói về những cái cảm nhận về mùi hương của chai nước hoa này. Đây là chai nước hoa với cái hương vị có thể nói là nổi bật nhất, đó là vị hoa quả và rượu rum. Đó. Theo như những cái gì mình được biết thì rượu rum, rượu, cái nốt rượu ấy, là một trong các cái thành phần mùi hương khá là khó khi mà người ta pha chế để tạo nên một cái mùi hương của nước hoa. Bởi vì nếu mà quá mạnh thì nó sẽ hơi là nồng và gắt, khó ngửi. Đó, và nhất là khi mà mix các mùi với nhau, nếu mà không có cái sự khéo léo thì thực sự là nó sẽ tạo nên một cái mùi hương rất là khó chịu đối với mọi người xung quanh khi mà ngửi. Đó. Thế nhưng ở cái chai Sinjon Unforgivable này thì nó lại hoàn toàn khác. Khi mà các bạn xịt, các bạn có thể cảm nhận thấy nốt rượu rum, cam và quýt rất là tươi mát, kèm thêm cái nốt một chút hơi se và hơi hăng của rượu, thì nó tạo nên một cái cảm giác như là chúng ta đang được ngửi một ly cocktail hảo hạng. Đó, rất là nhẹ nhàng và dễ chịu. Và sau đó thì vẫn là những cái nốt mùi hoa quả cộng với rượu đó. Ở đó nó thêm một chút của hoa diên vĩ, một chút thơm, một chút xíu thôi, thơm ngọt của đậu tôn ca đó. Thì nó tạo nên một cái mùi hương có thể nói là một cái ly cocktail hoa quả và một chút gì đó nói thế nào nhỉ? Nó tạo nên tất cả, nó tạo nên một cái mùi hương của hoa quả thanh mát và một chút nốt hương của rượu và một chút ngọt, tất cả nó quyện lại với nhau. Và có thể nói, vẫn như mình nói ngay cái cảm giác lúc đầu, là một cái ly cocktail tuyệt vời. Đó. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem phản ứng của mọi người khi mà được ngửi mùi hương của chai Sinjon Unforgivable này. Okay, so here I have a fragrance for the summer. Yes, can you smell and give your how you think about this smell? Is nice or not? Okay. Yeah. Okay. It's okay. Okay. It doesn't smell too bad or too strong. It's okay. So it's a so-so smell. It's not too good and also not too bad. Yeah. So from 1 to 10, how you will give? 6. 6. And you 7? Yeah. Okay. Thank you. Ok, đây là chai nước hoa có mùi hương trong mùa hè ấy. Bạn có thể ngửi vào cho mình ý kiến là mùi hương này bạn thấy thế nào? Nước hoa cho nam giới. Nam giới rồi. Đúng rồi. Dễ chịu lắm rồi. Nếu mà dùng trong mùa hè bạn thấy thế nào? Dễ chịu. Dễ chịu ạ. Bạn có cảm thấy nó sexy không hay là chỉ là tươi mát thôi? Có hơi chút quyến rũ. Quyến rũ. Từ 1 đến 10 bạn sẽ cho chai nước hoa là mấy điểm? 8 điểm. Thôi ok, mình cảm ơn nhá. Như các bạn đã thấy, mùi hương của chai nước hoa này nó tạo nên hai cảm giác khá là rõ rệt. Nếu như các anh em khi mà xịt mùi hương này mà gặp với các chị em mà họ có cái
cái gu, họ thích một cái mùi đậm, dày và ngọt, thì chai nước hoa này có lẽ không phải là một sự lựa chọn tốt cho các anh em. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta xịt và đi gặp gỡ hoặc là đi gặp một bạn gái nào đó và bạn đấy có cái style thích những cái mùi hương nhẹ nhàng, thì chai nước hoa này lại là một cái vũ khí hạng nặng dành cho các anh em đó. Thì quan điểm của mình về mùi hương của chai nước hoa này, mình thích mùi hương của chai nước hoa này đó. Mặc dù nó là một chai nước hoa có thể gọi là giá không phải là quá đắt, giá rẻ, thế nhưng mùi hương của chai nước hoa này độc đáo, có cái sự khác biệt và rất là sang trọng, và đó là cái điểm mình thích của chai nước hoa này. Chai nước hoa này thì mình nghĩ là nó khá là đa dụng, các bạn có thể đi chơi cũng được, đi làm cũng được, đi hẹn hò cũng được, bởi vì mùi hương của nó nhẹ nhàng, thanh mát và không quá là nồng nàn gây khó chịu cho mọi người, cho nên nó rất là đa dụng, các bạn có thể dùng vào mọi dịp. Về mùa và thời điểm sử dụng thì mình nghĩ là dùng vào mùa xuân, mùa hè và hơi bắt đầu vào thu. Và mùa lạnh thì không nên dùng chai nước hoa này, bởi vì là nó sẽ không thể phát huy được hết những cái hay, vì mùi chai nước hoa này khá là nhẹ nhàng, do đó nếu mà dùng vào mùa lạnh thì mình nghĩ là không hợp. Về độ tuổi thì mình thấy là bắt đầu từ khoảng 23, nó không bị giới hạn quá nhiều, tầm từ 23 tuổi là các bạn có thể dùng được rồi. Về độ bám tỏa thì chai nước hoa này độ tỏa hương là hơi nói chung không quá mạnh, thoang thoảng, nhưng bù lại độ bám tỏa, độ bám hương của nó rất là tốt, nó bám rất là dai trên da của mình khi mà mình xịt đó. Thì trên đây là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Sinjor Unforgettable. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi clip, hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.